Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Sau 2 tiếng đồng hồ. Trời, không còn sớm nữa. Đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi. Sao chúng ta không cắm trại ở nơi vừa rồi? Chẳng phải ở đó có nguồn nước hay sao? Ơi, cô vẫn chưa xong đấy à? Ngoại trừ loài người, sinh linh ở đây cũng cần đến nước. Bọn chúng sẽ tìm đến nơi có nguồn nước. Hóa ra là vậy, thật là may mắn. Khi chúng ta ở chỗ của nguồn nước, bọn chúng vẫn chưa đến. Làm gì có chuyện chưa đến? Rõ ràng là nhìn thấy ta ở đó nên không dám đến thì có. Dao động năng lượng trốn ở xung quanh kia đâu có lừa lối ai. Ở một bên khác. Ơi, các ngươi đến muộn nên không nhìn thấy. Ta trốn cái tên ma vương đó cả nửa ngày mới dám ló đầu ra ngoài. Đúng đúng, đó là tên ma vương mới đến. Mọi người phải cẩn thận đấy. Cô sao vậy? Tôi hình như ở đây có xương người. Đây là xương tay của con người. Cầm giúp tôi một chút để tôi đi xem thử. Chết mà vẫn mỉm cười trời. Xem ra bộ xương này không phải mới được chôn xuống, mà đã bị chôn một thời gian rất dài. Hơn nữa, còn không giống với binh lính xương người biết tấn công người ở núi Bắc Mang. Nghĩa nào có loài người bản địa sinh sống ở di tích này, chuyện như này lúc trước chưa bao giờ xảy ra cả. Tòa di tích này vốn không tầm thường, nếu như có người bản địa xuất hiện, vậy chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Thí cẩu sao lại? Cái đó, có vấn đề gì sao? Sao anh không nói câu gì, chỉ là một bộ xương thôi mà. Chẳng phải có người chết trong di tích cũng là chuyện bình thường hay sao? Phải đấy, bộ xương người thì làm sao? Không hợp lý. Không hợp lý chỗ nào? Hắn thế mà lại không mặc quần áo. Điểm đến từ cảm xúc tiêu cực của Lục Không Minh. Anh dùng phản ứng thái quá như vậy, đừng phản ứng thái quá như thế có được hay không? Chuyện này thì có gì mà lạ nào? Ngài cũng chỉ còn mỗi bộ xương khô, quần áo đã bị ăn mòn sạch sẽ từ lâu rồi. Anh này, sao thế? Anh ta là chị, là kiều chị, chẳng phải anh đã biết rồi hay sao? Còn không chịu thừa nhận, tôi có cách để đối phó anh đấy. Sao ngươi lại phát hiện được ra ta? Chuyện gì thế này? Sao kiều chị lại bắt đầu nói tiếng Hoa Hạ rồi? Khi bộ xương này bị đào lên, có một dao động năng lượng yếu ớt xẹt qua. Lúc đó ta còn đang nghi ngờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thi cẩu và hệ thống cảm xúc tiêu cực ở đây, rất dễ dàng để xác định được. Là hồn thể của bộ xương này đang dở trò. Chơi trò tu hú, chiếm tổ chim khác. Ơi, ta đang hỏi ngươi đấy, đến lượt ngươi hỏi ta rồi sao? Sợ rằng ngươi còn chưa biết bản thân đang nói chuyện với ai. Xem ta bẻ gãy tay của ngươi đây. Điểm đến từ cảm xúc tiêu cực của Lục Không Minh. Sao lại không thể nào bẻ được? Vậy ngươi nói xem ta đang nói chuyện với ai?
Ngươi, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Điểm đến từ cảm xúc tiêu cực của Lục Không Minh. Chỉ có thế. Con mẹ nó, đúng là bị lật thuyền ở trong nháy mắt. Một tên lão đại mạnh cỡ này lại trốn trong cái hang động lát này cùng một đám thường dân. Làm cái gì vậy trời? Giờ đến tiết mục ta hỏi ngươi đáp. Không muốn bị hồn phi phách tán thì nói thật đi. Mời ngài nói. Ê, đám người nước ngoài kia nghe không hiểu tiếng Hoa Hạ, nên cũng chẳng cần phải kiêng dè bọn họ. Vấn đề thứ nhất, sao người vẫn bảo lưu được hồn thể? Vì sư môn của ta có truyền thừa công pháp bảo lưu hồn thể. Vậy mà còn có cả truyền thừa của sư môn, lẽ nào trong di tích này còn có rất nhiều con người? Vậy ngươi từng nghe nói đến tứ phương thiên đế bao giờ hay chưa? Thiên đế Tây Phương tên là gì? Không trả lời được thì phải chết. Ngài căn bản không cho ta lấy một cơ hội nào gọi là không biết. Thiên đế Tây Phương tên là Trương Tam Lý Tứ. Ta thật sự là không biết người đó tên là gì. Ơi, thiên đế Tây Phương là cái gì? Điểm cảm xúc tiêu cực đến từ Lục Không Minh. Có cảm xúc tiêu cực, dường như tên này không hề nói dối. Thôi bỏ đi, hỏi hết những gì cần hỏi trước đã, còn về vấn đề thật giả thì sau này từ từ kiểm chứng là được. Ta lại hỏi ngươi, ý chí nguyên bản của cơ thể này đâu? Ơi, ngủ say rồi, vì tinh thần lực của ta mạnh hơn hắn quá nhiều, cho nên hắn không thể nào chống trả lại được. Suy cho cùng, lúc sinh thời ta cũng là nhị phẩm. Cũng có nghĩa là ở thế giới này, ngoại trừ sư môn các ngươi ra, không hề có người biết pháp môn đoạt xá xác này. Phải, ngài muốn học hay sao? Chỉ cần ngài cho ta thêm nửa canh giờ, ta tiêu diệt ý chí trong cơ thể này xong sẽ nói công pháp cho ngài biết. Vậy ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa, nơi này là nơi nào? Nơi này là cấm địa, ta không cẩn thận bị ngã xuống đây. Sau đó lại bị thành lũy của cấm địa nhốt ở nơi hoang vu dã thú tung hoành này. Không thể nào quay về được thành trấn tông môn, cuối cùng phải vùi xác ở đây. Cho nên ở mảnh đất hoang vu dã thú hoành hành này, kỳ thực là một bộ phận của di tích, là một nơi bị người di tích gọi là cấm địa. Mà ở bên ngoài cấm địa này, thật ra còn có một khu dân cư của con người, với yếu tố rủi ro thấp, hai người này đã bị thành lũy phân cách rất khó vượt qua. Cuối cùng cũng có được manh mối rồi, có lẽ thứ ta muốn kiếm đang ở ngoài cấm địa này.